trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Khởi nghĩa Nam Kỳ là một dấu son không thể phai mờ, tinh thần quật khởi, khí thế sôi sục đấu tranh của nhân dân ta trong ngày tháng hào hùng ấy vẫn in đậm trong trái tim bao thế hệ, mà mỗi khi nhắc lại, trong lòng mỗi người đều dâng lên niềm tự hào. Có thể nói, từ cuối thế kỷ 19 đến trước cách mạng tháng 8 1945, chưa từng có cuộc khởi nghĩa nào có thời gian chuẩn bị kỹ, có được lực lượng đông đảo và toàn diện như khởi nghĩa Nam Kỳ. Đêm 22, rạng sáng 23 tháng 11 1940, cuộc khởi nghĩa bắt đầu nổ ra ở miền Đông và sau đó là ở miền Tây Nam Bộ. Việc chỉ đạo khởi nghĩa được tiến hành mau lẹ, có sự phối hợp với nhau, cả Nam Kỳ rung chuyển dưới sức mạnh bão nổi của quần chúng nhân dân. Các cuộc khởi nghĩa ngay lập tức đã đồng loạt nổ ra ở 20 trong số 21 tỉnh, thành phố Nam Kỳ. Mạnh nhất là ở các vùng Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long. Sài Gòn Gia Định được chọn làm trọng điểm và là nơi phát lệnh khởi nghĩa cho toàn Nam Kỳ. Thực hiện chủ trương của xứ ủy, các đảng bộ ở Nam Kỳ tích cực chỉ đạo quần chúng nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa khắp nơi trên vùng đất Nam Bộ. Các đảng bộ tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức lực lượng, đẩy mạnh công tác binh vận, xây dựng lực lượng vũ trang, thành lập ban khởi nghĩa. Sau 81 năm, hào khí về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, một trong những bản hùng ca hùng tráng nhất trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ vẫn còn sáng mãi. Những bài học được rút ra từ cuộc khởi nghĩa mang đậm chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân dân Nam Bộ vẫn còn nguyên giá trị để thế hệ sau học tập và noi theo. Đất nước còn điếu tàn, nhân dân vì xéo dày, trong tù đầy, trong ngục tối. Ngày và đêm trên đôi vai chiêu xiềng gông, đời như chẳng còn nguồn sống, tàn lụi dần xuống. Người đồng chí cháy trong bao tim của người dân, từ lâu oán thù chồng chất, ngọn lửa hờn oán cùng toàn dân đinh ninh mất lời thề, vùng lên để diệt thù anh dân đầu tiên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Từ thuở ấy đất nước còn điêu tàn, nhân dân bị xéo dày trong tù đầy trong ngục tối. Ngày và đêm trên đôi vai chiêu xiềng gông, đời như chẳng còn nguồn sống, tan lùi dần dần.